Chào mọi người, My đã làm một video mới nữa rồi. Và trong video này sẽ là video Q&A. Và My đã nhận được rất rất nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Instagram của My. Rất là nhiều câu hỏi. Và My sẽ cố gắng trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể. Và nếu mà video này có hơi dài một xíu thì mọi người hãy cố gắng coi video của My nha. Và chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Đó là chị sinh năm bao nhiêu và My đang học ở đâu. My sinh năm 97, bây giờ My vừa tròn 22 tuổi cách đây một tháng xong và My đang học năm cuối cùng ở đại học ở Boston. Có rất rất nhiều câu hỏi về du học nên là My sẽ trả lời theo những câu hỏi về du học trước. Sau đó có một cái vài câu hỏi về tình cảm thì My sẽ trả lời tiếp theo. Và cuối cùng là trả lời về làm đẹp. My nhận được rất nhiều câu hỏi về định cư hay là chỉ là đi du học thôi. Và My chỉ đi du học thôi và My sẽ về Việt Nam sau khi My hoàn thành cái bằng đại học của My. Câu hỏi tiếp theo là quá trình chuẩn bị đi du học Mỹ của chị. Chị có học bổng hay tự túc? Quá trình đi du học Mỹ cũng bắt đầu khi mà My học lớp 12. Và lúc đó My học trường quốc tế nên là cái quá trình được sự giúp đỡ của thầy cô, người giúp My chính thức đó chính là thầy hiệu trưởng. Và một nửa bạn sẽ được giúp bởi thầy giám thị. Thì bước đầu tiên là từ khoảng tháng 9 tới tháng 12 là chuẩn bị hồ sơ. Tiếp theo đó là chuẩn bị sign up cho những cái bài test. Thì thường thường test thẻ như là TOEFL, IELTS hoặc là SAT thì sẽ làm những cái bài kiểm tra đó vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2, theo mình nhớ là vậy. Tiếp theo đó là làm essay. Thì hạn cuối cùng của nộp essay là ngày 30 tháng 1, thì phải hoàn thành cái essay trước khi đó. Essay thì khoảng 600 từ, là phải ghi về cái chủ đề mà cái trường ở bên này giao cho mình. Và cuối cùng mà là nộp tất cả những cái bảng điểm theo system của nhà trường. Nên là cái đó My cũng không có rõ cái process như thế nào. Nhưng mà My thì gửi application ở trên một cái website mà trường đưa. Sau đó là essay và điểm SAT và điểm IELTS thì gửi xong đó. Và tháng 3 thì My nhận được thông báo là được accept vào trường. Và 2 tuần sau đó thì My được nhận một thông báo nữa là My có học bổng. Dù là My đi theo dạng tự túc nhưng mà My cũng có học bổng do trường cho. Thì cái đó là trường ở bên này xét theo điểm IELTS của My và GPA. Có hai câu hỏi của các hai bạn cũng khá tương tự nhau. Đó chính là buổi tối thì nếu mà ăn ít cơm thì My sẽ nấu ăn gì. Và một cái nữa là chị sắp xếp lịch học và làm việc sinh hoạt như thế nào để đạt năng suất mình mong muốn. Đó chính là My sẽ nấu cơm. Bình thường á, thì ở bên này thì My sẽ tự nấu cơm. Và My cũng nấu cơm như là ở Việt Nam, nấu những cái món Việt Nam. Lịch học của My thì thường thường My sẽ học vào sáng sớm. Một cái ưu điểm của học đại học là chúng mình có thể chọn được giờ. Và thường thường mọi người sẽ chọn những cái giờ mà buổi chiều á. Nhưng mà thường thường á, My học khoảng 4 năm rồi thì lúc nào My cũng chọn những cái giờ khoảng từ 9 giờ tới 12 giờ trưa. Và học khoảng đó thì My cảm giác là lúc mà về thì cái ngày nó sẽ được dài hơn. Và My sẽ làm được nhiều việc My muốn hơn. Và My sắp xếp lịch học của My á, là từ thứ hai tới thứ năm. Và thứ sáu My sẽ được nghỉ nguyên ngày. Thì trong cái thứ sáu đó thì sẽ là cái ngày mà My sẽ làm video giống như hôm nay. Và buổi tối thì My sẽ cố gắng làm hết bài nhiều nhất có thể cho tuần sau. Và thứ bảy chủ nhật thì sẽ là cái thời gian mà My chỉ đi chơi, My sẽ relax đi chơi với các bạn bè thôi. Tiếp theo thì các bạn hỏi là My lúc mà đi du học thì My có gọi điện về cho mẹ không? Và lúc mà nhớ nhà thì My sẽ làm gì? Và có chứ, thường thường thì My sẽ gọi điện cho cả ba mẹ My mỗi ngày nếu mà My có thời gian. Và nếu mà cuối tuần My có thời gian nhiều hơn thì My sẽ gọi và nói chuyện tầm 1 tiếng đến 2 tiếng để kiểu tâm sự, nói chuyện với ba mẹ. Và lúc mà depressed nhớ nhà thì sẽ làm gì? My nghĩ lúc mà depressed, cách mà tốt nhất để giải tỏa stress là khóc. Và mỗi lần My khóc xong thì My cảm thấy rất là thoải mái. My nghĩ là giải tỏa stress bằng cách khóc rất là hiệu quả. Hoặc là coi phim vui. Bình thường thì My hay thích coi phim hài, phim tình cảm đó. Tiếp theo thì mọi người hỏi My là My đang học trường gì và My học ngành gì.
My học chuyên gì thì cho phép mọi người cho My được giữ lại một xíu. Và My sẽ làm một cái vlog. My nghĩ My sẽ làm một cái vlog lúc mà My tốt nghiệp, hoặc là một cái vlog về ngày cuối cùng đi học, để My cho các bạn xem trường My như thế nào rõ hơn. My học ngành marketing và chuyên ngành của My là digital và brand marketing. Lúc chị đi học chị có bị điểm kém không ạ? Em bị áp lực môn toán lý hóa nhưng em vẫn cảm thấy thua kém mấy bạn. Và em thích nhất là được học môn Anh. Thì lúc đi học thì My học đều tất cả các môn. My cố gắng là vì hồi lớp 8 My đã xác định là My muốn đi du học, nên là My cố gắng học giỏi tất cả các môn vì My biết là nó sẽ tốt cho cái hồ sơ sau này của My. My nghĩ là nếu mà bạn bị áp lực học những cái môn nào đó thì bạn nên nghĩ là đây là học trau dồi kiến thức chứ không phải là học vì điểm. Và các bạn cảm thấy kiểu thua kém bạn bè trong lớp đó, thì mình nghĩ là không nên, vì mình học là cho mình chứ không phải là mình học cho người ta. Và sau này 10 năm sau thì các bạn cũng chả nhớ là điểm trong lớp của bạn này như thế nào, điểm trong lớp của bạn kia như thế nào. Nên là đừng có bị áp lực học hành quá. Chỉ có những tip nào học tập hiệu quả. Cái tip học hiệu quả đó chính là My sẽ chen giữa học và chơi. Nhưng mà lúc mà chen giữa học và chơi thì các bạn phải có một cái ý chí là sẽ ngưng chơi. Chứ mà học và chơi á, và chơi nhiều hơn học thì không có được, nó sẽ không có hiệu quả. Chứ là lúc mà My học á, thì My sẽ học trong vòng 45 phút. Hoặc là My sẽ chia, giống như là My học thuộc thì sẽ có 10 chap, thì My sẽ nói là phải học xong 4 chap thì My mới được chơi. Và lúc mà My chơi thì My sẽ đặt đồng hồ là chơi đúng 10 phút và My sẽ học tiếp. Và lúc mà My học á, thì điện thoại của My sẽ để ở chế độ im lặng và để rất rất là xa. Giống như là My học trên bàn thì điện thoại của My sẽ đặt ở dưới gối. Và như thế My không có nhớ là My phải check điện thoại, phải check Instagram. Thì lúc đó là cái hiệu quả học tập nó sẽ cao hơn. Và lúc mà My học bài á, thì thay vì đợi đến cái lúc mà cuối cùng mới bắt đầu làm bài, thì My sẽ chia ra mỗi ngày làm một xíu. Còn mỗi ngày làm 1/3 bài hay là mỗi ngày làm 1/5 bài. Thì sau cỡ 5 ngày hay 3 ngày là cái bài đó đã hoàn thành rồi. Và My cố gắng hoàn thành bài tập trước cái hạn nộp bài khoảng ít nhất là 1 ngày. Thì trước khi nộp bài My có thời gian kiểu coi lại là mình thiếu cái gì, mình thêm ý gì và mình có cần chỉnh sửa grammar gì không. Thì My sẽ nghỉ cỡ 1 ngày không làm gì, không có nghĩ đến cái bài cũ nữa. Và sau đó quay lại và đọc từ trên xuống dưới thì mình sẽ biết cái lỗi grammar của mình như thế nào. Vì mình không phải là người ở bản địa ở đây nên là mấy cái đó thì My phải chú trọng. Tại vì thầy cô bên này rất là chú trọng việc phải đúng grammar, phải viết như thế nào mà để nhìn chuyên nghiệp. Nên là My rất là chú trọng những cái đó. Và câu cuối cùng về đề tài du học là những khó khăn của du học sinh Mỹ mà chị đã trải qua. Thì khó khăn đầu tiên của My không phải là hòa nhập, vì trường My rất là nhiều nước trên thế giới học. Và các bạn rất là thân thiện, đi lớp nào My cũng có ít nhất là 1-2 người bạn. Và lúc nào cũng ngồi kế nhau hoặc là ở chung group, nên là My không có bị áp lực về kiểu hòa nhập. Áp lực đầu tiên mà My trải qua ở đây đó chính là phải vượt qua nỗi nhớ nhà. Tại vì 18 năm không có bao giờ xa ba mẹ hết. Và phải xa ba mẹ thì lúc đó là My phải kiểu như là cố gắng vượt qua. Cái thứ hai là phải tập làm người lớn. Rất là may mắn là My có một chị bạn rất là thân của My. Và lúc bây giờ thì chị đã về Việt Nam rồi, nhưng mà lúc đó là chị giúp My rất nhiều. Giống như là những cái tiền nhà hay là tiền điện thoại hay là tiền điện nước này nọ thì chị lúc nào cũng giúp My đóng những cái tiền đó hết. Và My chỉ cần chuyển khoản cho chị thôi, thì là My không có phải học những cái đó. Nhưng mà kiểu sau này lúc mà chị và My không có còn ở chung nữa thì My phải học cách đóng tiền nhà và cách đóng điện nước và internet. Thì lúc nào cũng phải nhớ trong đầu là phải chi tiêu như thế nào cho thật là hợp lý. Và khó khăn tiếp theo đó chính là phải tập nấu ăn. Vì My á, thì ở Việt Nam thì My thường thường sẽ không nấu và sẽ có mẹ nấu cho My. Nên là lúc qua bên đây dù biết những cái món cơ bản giống như là thịt luộc xong rồi gà chiên mắm, rau này nọ thì cũng biết làm cũng khá là nhiều. Nhưng mà qua đây thì kiểu trau dồi được những cái món rất là lạ, giống như là
ở Việt Nam cách đây 4 năm mà hỏi My là có thể nào mà làm bún bò Huế không là My bỏ tay. Nhưng mà bây giờ thì My đã làm những cái món lạ rất là thuần thục rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đề tài tiếp theo, đó chính là đề tài new, làm sao để có một mối quan hệ bền vững. Thì My nghĩ mối quan hệ bền vững thì mình phải coi đối phương như là bạn thân của mình, một người mình có thể chia sẻ tất cả và một người mình có thể tin tưởng. Nếu mà bạn có thể chia sẻ tất cả với cái người đó và người ta cũng thể chia sẻ tất cả cho bạn thì mối quan hệ lúc nào nó cũng sẽ vui và không có gì mập mờ, mờ ám. Và chủ đề tiếp theo đó chính là chủ đề làm đẹp. Đó chính là làm sao để tóc bớt dầu mà vẫn bồng bền và đẹp. Thì mình nghĩ là cách bớt dầu đó chính là sử dụng dry shampoo. Dù mình sử dụng dry shampoo cũng rất là ít, kiểu hôm nào mà kiểu tóc dầu quá thì mình mới sử dụng. Nhưng mà sử dụng dry shampoo sẽ làm cho các bạn tăng cái độ phồng của tóc lên. Và lúc mà các bạn sấy, thay vì các bạn sấy đi xuống như thế này, kiểu cầm cái máy sấy sấy xuống, thì các bạn có thể hất cái tóc ngược lại và sấy cái chân tóc thì tóc nó sẽ bồng bềnh hơn. Chị làm tóc ở đâu? Thì bình thường đó mà ở Việt Nam thì mình sẽ làm tóc ở Hùng Võ Văn Tần. Thì các bạn có thể search trên Google là Hùng Võ Văn Tần là cái chỗ mà mình hay đi nhuộm tóc và uống tóc với là uống tóc thì mình hay làm ở đó. Còn cắt tóc thì mình chỉ làm ở cái cô mà ở dưới đường dân tộc mà My có để ở trong cái video clip hair care đầu tiên của My cách đây khoảng 3 năm hả? Hay là 2 năm gì đó. Là My chỉ cắt ở cô đó thôi vì My đã cắt từ hồi lúc My mới đẻ đến bây giờ rồi, nên là chỉ có một cái cô đó cắt là My ưng thôi. Tóc chị là tóc tự nhiên hay là nhuộm màu gì đấy ạ? À? Tóc của My là tóc nhuộm và đây là My tự nhuộm. My nhuộm màu tông nâu vừa là màu medium brown và tông là tông lạnh. Bạn có thể giới thiệu vài hàng quần áo bạn mua ở Việt Nam với ở bên Mỹ không? Ở Việt Nam thì My đi ra ngoài đường á, My nghĩ ở Việt Nam rất là nhiều shop bán đồ đẹp. My hay đi shopping ở đường Võ Văn Tần, thì kiểu đi dọc cái đường đó là bao nhiêu đồ đẹp là ở đó hết. Thì thường thường My sẽ mua đồ ở đường Võ Văn Tần. Còn ở bên Mỹ thì My rất là ít khi mua đồ. Đa số My mua là My mua những cái áo khoác. Còn cái đồ ở bên trong thì My chỉ mua ở Uniqlo để giữ ấm. Và My hay mặc những cái áo sơ mi, thì My nghĩ là mặc áo sơ mi thì mặc cả được ở Việt Nam và được ở bên Mỹ luôn. Và ở Mỹ thì cũng chỉ ở có 4 năm thôi và My cũng không có muốn tốn quá nhiều tiền để đi mua đồ. Và thay vì cái tiền đó thì có thể tiết kiệm được cho bố mẹ. Nhưng mà cái brand là bình thường My mua là Uniqlo và Shein. Shein thì rất là hên xui nha mọi người. Thường thường mình 10 món thì chắc là cỡ 3-4 món là vải rất là đẹp. Còn cỡ 6 cái là mình mặc không có đẹp, nên là mình sẽ đi return. Và Zara thì mình cũng mua khá khá. Mà Zara thì có những mẫu của người lớn thì mình mặc hơi rộng, nên thường thường mình sẽ mua Zara Kid, size lớn nhất của Zara Kid thay vì là Zara người lớn. Có bạn hỏi là mình cung gì? Mình là cung market. À, hôm bữa My có coi ở trên mạng thì sẽ có hai cung. Một cái là gọi là cung sao, là cái cung mà kiểu market là cái cung theo tháng. Còn một cái người ta gọi là cung mặt trăng, là moon sign, là người ta sẽ bỏ cái ngày, kiểu cái ngày mình đẻ và cái giờ mình đẻ và ra được cái cung mặt trăng đó. Và cái cung mặt trăng của My là song ngư, là cùng với bạn trai của My. Còn cái cung sao của My là market. Nói một chút về dự định nghề nghiệp của My trong tương lai. My sẽ về Việt Nam và làm ở, My sẽ apply vô công ty nước ngoài. My hy vọng là sẽ được nhận. Nhưng mà My muốn trải nghiệm cái môi trường làm việc ở những cái công ty nước ngoài ở Việt Nam. Các bạn hỏi về top 3 nước hoa của My. Đây là top 3 của My. Đầu tiên là cái này là của Burberry và My đã được tặng bởi mẹ của người yêu. Còn cái này là cái mà My hay dùng vào mùa hè và mùa xuân nhất, là cái này. Cái này là mùi quả mận của Jo Malone, nên là cái mùi của nó rất là trái cây. My rất là thích những cái mùi mà nó hơi hương trái cây nhiều hơn là hương hoa một xíu. Và cái này là của Ariana Grande, thì cái mùi nó hơi kiểu
nghiêng về mùi vanilla và mùi ngọt hơn một xíu. Cái mà Mi không thích của cái này là cái xịt này nó rất là khó đấy. Với lại lúc mà nó bay á, thì thường thường nước hoa nó sẽ bay như này đúng không? Cái này nó bay vậy nè. Bay. Tại sao vậy? Tại sao lại thiết kế cái này đẹp như thế này nhưng mà lại xịt kỳ? Với lại cái này thì Mi cảm thấy là nó sẽ hơi nhiều mùi alcohol hơn, nhiều mùi cồn. So với hai cái này thì nó sẽ nhiều cái mùi hương hơn và nó sẽ ít cái mùi cồn hơn. Có rất nhiều bạn hỏi Mi về cách làm trắng da và cách dưỡng da body như thế nào, thì Mi sẽ có một cái video nói riêng về cái đó. Thì Mi nghĩ là cái trắng da đó nó cách làm sáng da thì nó sẽ rất là nhiều cái giai đoạn, và phải làm cái video thì Mi có thể chỉ rõ những cái bước cho các bạn được. Và ở đây á, bây giờ là mùa, vẫn là mùa đông nên là lạnh quá, Mi không có thể nào mà cho các bạn coi là cái da của Mi ra nắng thì cái màu của nó như thế nào được. Nên là các bạn đợi Mi, chắc là hy vọng trong vòng một tháng nữa khi mà nó chuyển qua mùa xuân rồi thì nó sẽ đỡ lạnh hơn, thì Mi có thể ra ngoài công viên cho các bạn coi cái màu da thiệt ở dưới nắng của Mi. Tại trong nhà thì không có ánh sáng mặt trời nên là lâu lâu những cái đèn quay phim như thế này thì nó sẽ làm Mi trắng hơn da thật sự ngoài của Mi. Là các bạn đợi nhé. Chị ơi, em bị mụn ẩn, có nên dùng nhiều sản phẩm trị mụn không hay là để cho nó tự đỡ? Thì Mi cũng đã từng bị mụn ẩn do không hợp với lại cái nước ở bên Mỹ, và Mi bị khoảng nửa năm. Thì lúc mà Mi về Việt Nam thì Mi đi bác sĩ da liễu. Các bạn có thể đi bác sĩ da liễu ở bệnh viện da liễu hoặc là bệnh viện FV, hoặc là bệnh viện nào ở gần các bạn cũng được, và đi khoa da liễu thì bác sĩ sẽ cho các bạn những cái thuốc để giảm, để kiểu như là trị tận gốc á. Vì cái mụn ẩn thì nó ở dưới da, và càng nặng á thì các bạn sẽ bị viêm nhiều hơn. Thay vì là hết mụn thì các bạn sẽ bị viêm và nó sẽ lan ra những cái vùng da khác. Nên mình nghĩ tốt nhất là trị từ gốc thì sẽ có, bác sĩ sẽ có thể kê đơn những cái loại thuốc thì nó sẽ lâu hơn. Và Mi thì Mi đã uống thuốc khoảng 1.5 tháng thì Mi đã hết mụn. Và Mi cảm giác là đi bác sĩ thì nó sẽ tốt hơn là mình sẽ tự trị ở nhà, vì họ có chuyên môn thì họ sẽ biết cái nào là tốt nhất cho làn da của mình. Và câu hỏi cuối cùng mọi người hỏi là Mi thường chụp hình hoặc là chỉnh hình bằng app gì? Mi thường chụp hình bằng camera thường, hoặc là nếu mà chụp selfie thì Mi thường chụp bằng app Snow. Sau đó chỉnh ảnh thì Mi chỉnh bằng Facetune và VisualCam, là bốn cái app, ba app luôn mà Mi hay xài để chỉnh ảnh. Nếu các bạn còn coi đến giây phút này thì Mi nghĩ các bạn cũng coi cái video này khá là lâu rồi, và cảm ơn các bạn đã coi hết video của Mi nha. Và hy vọng là Mi đã trả lời hết được đa số những cái câu hỏi mà mọi người gửi cho Mi trên Instagram rồi. Và nếu mà các bạn thích những cái dạng video Q&A như thế này thì các bạn hãy nhớ follow Instagram của Mi ở đây. Chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye.